xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video bán nhà ở thành phố hồ chí minh qua kênh youtube bất động sản sài thành hiện tại nhân đang ở trước bệnh viện bình tân ha ở đây là bệnh viện bình tân ngay góc đường mã lò và hương lộ 2 ha bên đây đường là quỹ ban nhân dân phường bình trị đông a nè anh chị à, đây là quỹ ban dân phường bình trị đông a ha cái ngã tư phía trước là ngã tư giữa đường hương lộ 2 và đường mã lò ha, anh chị À, hôm nay em sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở trên trục đường mã lò này ở căn nhà này có chiều ngang đó là 4 mét nha anh chị và chiều sâu vào của căn nhà mình đó là được mười uh, 17 mét và được xây dựng với kết cấu là một trệt và ba lầu mái cho hang ha xe hơi uh, đặt trong nhà mình luôn nha anh chị đó, sổ hồng riêng có hoàn Công, mua bán ký công chứng xe tên Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha nằm bởi hẻm là 276 Đường uh, Mã Lò ha anh chị Nằm gần Bệnh viện Bình Tân nè à, Gần uh, khu tinh lửa anh Bình Tân ha à, Pháp lý là sổ hồng riêng ha anh chị Mình uh, đang đi, đi trên trục đường Mã Lò Hướng từ Bệnh viện Bình Tân Mình đi về căn nhà mình nha đó, khu vực thì à, uh, thủng ngọn nghiệp nha anh chị hẻm 276 là hẻm xe xe tải nha anh chị đó, nhà trước hẻm của nhà mình đó thì uh, là hẻm xe hơi là hẻm xe hẻm 7 mét trước nhà mình có à, uh, hiệu thuốc tây ha 276 đây, đây có 276 đây ha anh chị đó, mình đều vào ha 276 đường mã lọt đây, đường trước nhà của mình ha Rồi, dân đi vào trong Rồi, dân chạy vào trong tới căn nhà cho anh chị mình xem luôn nha Hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 3 ha, giá này còn bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh nha Ngang 4m rồi từ sâu vào là 17m ha, một trệt và 3 lầu, máy che thang Xe hơi nằm trong nhà luôn để xe hơi nằm trong nhà luôn ha, Đó, xe hơi đằng kia kìa chị kì. chị, à, căn nhà này ha, căn nhà này, đây căn nhà này đây, xe hơi nằm trong nhà luôn nha, khu dân cư hình ngủ nha anh chị, xe hơi nằm trong nhà luôn nha, ngã à, trước nhà của mình nè, anh chị mình quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với nhân ha, hãy à, nhấn like video để ủng hộ kênh của nhân ha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn nha và tiền mua bất động sản quý nhất cho mình nha anh chị wow. Ờ, nhân vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình ha rồi anh chị mình hãy nhấn like để ủng hộ kênh của nhân nha và ba lầu nha anh chị đó khu dân cư hiện hữu hết ha máy che thang máy máy thái luôn nha hẻm trước nhà xe hơi qua lại đó, khu vực uh, cao tầng hết rồi, ha anh chị Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sa Thành. Hiện tại nhân đang ở hẻm 276 đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân ha. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm xe hơi nha anh chị. Ở căn nhà mình được đúc kiên cố nha. Chiều ngang của căn nhà mình là 4m và chiều sâu vào là gần 17m nha anh chị. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và ba lầu nha sân thượng trước và sau mái che thang sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên ha hẻm trước nhà mình là khoảng 6 mét nha em sẽ hơi qua lại nha anh chị Đó, nhà nằm ừ. hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị Đó, mình có uh, hai phòng ở trên này đều có cái uh, ban công và ở trên mình có cái sân thượng nha và mái che thang ở trên có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ nha ừ. thì một tí xíu hai phòng này có người ở nhưng sẽ không quay cho anh chị mình được nha thì nhân sẽ quay cái sân thượng ở trên đó và máy cho thang cho anh chị mình xem ha và các phòng máy bên sau nha anh chị nhà mình có 4 phòng ngủ ha mỗi phòng đều có nhà vệ sinh phía trong hết nha ở hẻm nhà mình là hẻm xe hơi nha anh chị ở đây có chiếc xe hơi đậu đây nè khu dân cư hiện hữu hết ha ở đây là khu dân cư hiện hữu hết nha ở đây đang làm cái đèn để trang trí Noel nè đó khu dân cư hiện hữu hết luôn nha anh chị rất nhiều công ty ở đây luôn hướng nhà của mình là hướng tây nam nha hướng tây là sang nam một ít thôi anh chị em trước nhà mình nè à. em trước nhà của mình ha trước nhà không có cống nha không có cống luôn và đây mình ra ngoài trước mình rẽ tay phải là ra ngay bệnh viện bình tân nha anh chị ngay mà góc mã lò và hương lộ 2 ha bệnh viện bình tân liền kề với khu tinh lửa eo bình tân mình nha đó đây là cái phần phía trước của căn nhà mình ha nhà mình thì cái thềm nhà còn cao hơn so với cái đường nha anh chị thềm nhà mình còn cao hơn so với cái đường ha nhà mình bảo vệ được tới 3 lớp cửa nha một lớp cửa cổng bên ngoài một lớp cửa cuốn ha và bên trong là cửa sắt bốn cánh nha anh chị đó ở đây có ở phòng này thì có cái ban công rộng rãi và có cửa, cửa sổ bên trong có nhà vệ sinh phía trong luôn ha phòng trên cũng vậy ha phòng trên thì cũng có trồng cây bên ngoài nè và có cửa sổ có cửa ra ngoài ban công ban công rộng rãi nha anh chị đó tay vịn ban công là tay vịn sắt nha rồi nhân sẽ vào trong quay chi tiết bên trong cho anh chị mình xem nha hẻm ở nhà mình là 276 đường mã lò nha anh chị đó, ba lớp cửa nha niềm nhà chỗ này cao ráo nha ở bên trong mình để được khoảng 4 chiếc xe luôn nha anh chị đây hai chiếc rồi nè là mới có một bên thôi nha còn đây hai chiếc nữa bên đây nữa ha Là còn cái lối đi ở giữa Chiều ngang của căn nhà mình 4m và sâu được tới vị trí bên cuối á, là gần 17m nha anh chị à, Ở đây có làm cái tiểu cảnh để uh, nuôi cá ha à, Cái tiểu cảnh ngay nhà, nhà mình nè Cái đồng tuổi cuốn mia đo ở đây Bên trong thì lớp cửa sắt Và cái thềm nhà mình thì cũng được lót gạch sạch sẽ nha à, Bên trong thì cao hơn tí xíu bên trong nhà thì trần nhà thì cao ráo chủ ốp tường ngang cao lên tới một mét rưỡi rồi nha đó ốp tường ngang cao lên mét rưỡi rồi nha anh chị hướng nhà mình gọi là hướng tây nam ha 276 đường mã lò ngay góc mã lò hương lộ 2 ngay bệnh viện bình tân ha ngay trung tâm tiêm chủng vnvc và cấp mắt của hương lộ 2 ha anh chị họ trần nhà cao ráo nha hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 5 tỷ 300 triệu đồng nha anh chị 5 tỷ 300 triệu đồng giá này vẫn còn hương lượng với chính chủ ha anh chị mình cứ quan tâm tới bất sản này thì cứ liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nhân sự trực tiếp cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha. mở cửa cho anh chị mình xem ha anh chị mình có bất động sản cần ký gửi và quay video thì quay miễn phí ha. qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị miễn lúc giao dịch ha quay nhà là hoàn toàn miễn phí ha đây có cái cung tranh đó ốp gạch ngang cao lên tới phía đuôi luôn nha và ở trên thì dán giấy dán tường cao ráo lên tới trên đó đèn nhà cao ráo sáng sủa ha ở trên nóng là phong dựt tầng mình để cái bàn cái bàn ở đây cái bộ bàn ghế ở đây và vẫn còn một cái không gian rất là rộng nè anh chị đó. vẫn còn cái không gian rất là rộng nha ở ngoài mình có sân để xe cửa bốn bốn cánh ha có lắp uh, rèm cho anh chị mình hết luôn rồi nè chiều ngang của căn nhà mình nhân sinh nhắc lại là 4m và chiều sâu dài là gần 17m nha anh chị pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên hướng nhà là hướng Tây Nam giá hiện tại chủ đang kêu cho căn này là 5 tỷ 300 triệu đồng ha vẫn còn thương lượng thêm với chính chủ ha anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với nhân để xem ha ở ngoài sau thì uh, cái hiền chỗ này đá qua cương và cao hơn khoảng 2 tấc nha anh chị đó không gian ở ngoài sau này thì đang làm một cái phòng của công ty cho thuê nên mình muốn xem thì alo trước để nhân hẹn với chủ qua mở cửa cho anh chị mình xem nha cái không gian chỗ này thì không làm phòng bếp bếp ở này bếp dời lên hai phòng phòng phía trên ha nên ở dưới đây thì để kho chứa đồ nhà vệ sinh phía sau và còn một cái kho nhỏ chứa đồ phía sau nữa nha anh chị đó tường ốp ngang cao lên một mét rưỡi hết và dán giấy dán tường cao lên tới trên Đóng lao phòng giật tầng đó, Xài đèn led hết cho anh chị mình ha Anh chị mình xem từ vị trí của Nếu đây mình làm phòng khách ở đây Thì phòng bếp ở đây ha Đây là phòng bếp nè Rồi tới cầu thang Rồi tới phòng khách ha Rồi cái sân để xe Và cái hẻm nhà mình là hẻm 276 ha anh chị Đường Mã Lò Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân Gần bệnh viện Bình Tân nha đó, Rộng rãi nha rồi tiếp tục quay ra ngoài sau cho anh chị mình xem nè ha đây là công gian của bếp nha bếp đang giờ lên trên ha làm cái kho chứa đồ theo hiện trạng của căn nhà mới mình ha còn đây một cái khoảng phía sau nữa nè Đó, khoảng phía sau này là đây có cái kho nè anh chị đây có cái kho chứa đồ nè nó một cái kho chứa đồ ở đây ha chứa đồ chúng ta chứa đồ và chủ ốp tường cao lên tới trên hết luôn nha ốp tường cao tới trên hết á. Ở đây cái giếng trời nha anh chị. Đây giếng trời nè. Giếng trời đi thẳng lên tới trên. Nhà vệ sinh ở dưới đây. Các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ nha. Đó. Thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ, tường ốp gạch ngang cao tới trên. Ở đây cái bồn nước rửa đây. Đây là cái kho chứa đồ ha. Đó. Ở đây cũng lót gạch sạch sẽ, có khoảng trống này nè anh chị. Đó. Từ đây ra tới ngoài trước mình là 17 mét ha, gần 17 nhát mét nha anh chị trần nhà anh chị mình xem nè cao ráo ha cao ráo sạch sẽ sáng sủa nha giá là 5 tỷ 300 triệu đồng nha anh chị giá này vẫn còn hương lượng trực tiếp với chính chủ ha Đó, ngang là 4 mét và sâu vào là 10 uh, gần 17 mét ha hai phòng ở trên nhưng sẽ không quay được cho anh chị mình xem ha và nhân quay những phòng phía sau thôi ở cầu thang mình đi lên ha mặt đi bằng đá hoa cương đen mặt bên xài kính cường lực ngay chỗ này và tay vịn là tay vịn gỗ nha, Đá qua cương đen nha. Phòng bên đây, bên tay phải của mình có sân thượng, có có ban công, có cái ban công và có cửa sổ, có lắp rèm cho anh chị mình hết. Đã. Đây thì điện thì điện âm hết ha, điện thì điện âm hết nha anh chị. Và phòng này thì là không gian bếp mình giờ trên này, ở dưới mình đang làm cái coi của công ty. Và cửa phòng ngủ là sử dụng cửa gỗ tự nhiên nha cửa gỗ tự nhiên nha anh chị, đó, cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên nha. đây có quầy bar và gỗ là gỗ tự nhiên hết nha anh chị. đó không gian bếp nè, bàn ăn, mình đây là một phòng ngủ riêng, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh phía trong nha. đó anh chị mình xem nè, ở trên đóng là phòng giật tầng và làm gắn đèn led hết hướng nhà của mình là hướng tây nam ha nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu không quy hoạch không lộ giới hẻm giới nha anh chị mình có một trệt và hai lầu à, sân thượng khi trước và sau máy che thang nha anh chị là một trệt và ba lầu ha có bốn phòng ngủ và năm nhà vệ sinh nha mỗi trong phòng ngủ là có nhà vệ sinh riêng bên trong hết ha chủ giờ nguyên không gian của bếp lên trên đây Đó, nguyên không gian bếp mình lên tầng 1 ha ở dưới mình làm cái kho để chứa đồ đang vận hành công ty nha. đó Bếp thì bên trong xài kính cường lực ha và tay à, mặt bếp là đá hoa cương, còn bộ không gian bếp này là gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Anh chị mình xem ở đây có ngay cái giếng trời ở trên ha, đó. ngay giếng trời luôn nha. Và nhà vệ sinh có phía trong luôn nha, nhà vệ sinh phía trong luôn ha. Nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời không anh chị? à có bồn nước nóng rồi ha nhà chỉ có bồn nước nóng ngay chỗ đây thì có cái giếng cái cái quạt gió luôn nè đó đây mở đèn lên trên chị mình xem ha đó đây thì ở trong này thì chủ lót gạch sạch sẽ cao lên tới vị trí của tường ở trên luôn nè cái cái máy nước nóng này ha đây có máy nước nóng đây là toàn bộ không gian của phòng ngủ phía trước phía sau trên tầng 1 nha anh chị đó thì mình có thể nếu mà mình nhà mình sở hữu thì giờ cái bếp về dưới thì ở trên đây là hai phòng mỗi tầng vậy là phòng trước phòng sau ha và phòng trước thì có ban công có cửa sổ có lắp rèm cho anh chị mình phòng phía sau thì có khoảng hở ở phần giếng trời ha đó, trần nhà cao ráo hướng nhà là hướng uh, tây nam nha anh chị tây tây nam tây, tây nam hướng nhà là hướng tây nam ha tay vịn gỗ mình đi lên mặt đi hoàng đáo qua cương các bước đi cũng nhỏ gọn ha à, phòng ngủ là phòng gỗ tự nhiên hết nha phòng ngủ là phòng gỗ cửa gỗ tự nhiên hết và phòng này thì hai phòng trên đây thì có người ngủ nên nhân không quay được cho anh chị mình ha rồi dần tiếp tục đi lên trên để quay ở trên cho anh chị mình xem không gian của tầng 3 là tầng 2 đó anh chị cầu thang là cầu thang tay vịn gỗ ha các bước đi thoải mái và phòng này đang mở cửa nè nhân cũng sẽ quay cho anh chị mình xem ha đây đây phòng ngủ này ha đây cái phòng ngủ này đó rộng rãi nha đó anh chị mình thấy đấy cái phòng ngủ rộng rãi và tường nhà cao ráo nhà vệ sinh nằm ở phía sau ha đó, ở đây thì dán tường sạch sẽ hết nguyên căn nhà cho mình luôn và cửa vẫn là cửa gỗ nha cửa gỗ tự nhiên hết nha anh chị nó có nhà vệ sinh phía trong nha anh chị hướng nhà của mình là hướng tây nam ha nó không gian rộng rãi ngoài sau là cái giếng uh, trời và nhà vệ sinh nằm phía sau này nha anh chị nhà vệ sinh phía sau ha đó nhà vệ sinh đây ha rồi bên trong này ha đó, đây ha anh chị mình xem cái uh, phòng ngủ này ha ngay giếng trời có nhà vệ sinh phía sau đó rồi tiếp tục đi qua phòng kế bên cho anh chị mình xem ha cái khoảng đi của nè khoảng đi của căn nhà mình cũng cũng thoải mái nha ở trên đây thì chủ lót sàn gỗ nha anh chị ở trên đây chủ sót sàn gỗ nha cửa phòng ngủ là toàn bộ sử dụng là cửa gỗ tự nhiên nha đó đây là phòng ngủ phía trước nè anh chị đây là phòng ngủ phía trước của mình nha đây là phòng ngủ phía trước của mình ha đó. rộng rãi tường ớt cao ráo lên tới trên hết nha đó. phòng ngủ của các em ha rồi quay cái ban công cho anh chị mình xem ha hên quá được cái phòng cái này có ban công ha nó cái ban công của mình rộng rãi trồng cây trên này và trên đây nhà mình là nhà đúc kiên cố ha đó, có cửa sổ có lắp rèm cho anh chị mình hết có đèn trang trí và đây là cái không gian ở trên tầng 2 mình nhìn ra cái cửa đường trước của nhà của mình ha đó đường trước nhà của mình rộng rãi nha hẻm xe hơi vào tới nơi ha đây ra bệnh viện uh, bình tân này hướng này ha ở ngay góc mã lò và phương lộ 2 Ở nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, không quy hoạch lộ giới, hẻm giới ha. Hôm nay có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi nha. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39, 39 ha. Kênh youtube Bất Động Sản Xà Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn. Và tiền mua được bất động sản nghĩ nhất cho mình. Tiếp tục mình đi lên sân thượng trước và sân thượng sau để xem căn nhà này ha giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này là 5 tỷ 300 triệu đồng nha giá này vẫn còn thương lượng với chính chủ anh chị mình cứ đến xem bất động sản này nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha đây là không gian của sân thượng và làm cái khoảng trống này để giặt vũ phơi đồ và làm cái kho ở chỗ này ha cái giếng trời của mình đây cái máy treo hàng của mình đây ha là máy treo hàng đúc luôn nha nhà đúc kiên cố từ trước tới sau ha có 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha anh chị phòng thờ sân thượng trước và sau ngang là 4m và chiều sâu dọc quá là gần 17m ha nhân sẽ đi ra sau sân thượng phía sau trước và nhân sẽ đi lên sân thượng phía trước cho anh chị mình xem lại ha nó khoảng trống chỗ này làm cái kho giặt vũ phơi đồ chỗ này luôn ha đường nước đầy đủ ha ở đây thì mình phơi đồ ngoài sau ở trên thì làm cái mái che ra ngoài cửa thì sử dụng cửa sắt kết hợp với kính nha đó ở đây rộng rãi nha đây là sân thượng phía sau của nhà mình ha, trồng cây rất là nhiều luôn nha anh chị, rất là rộng trồng cây rất là nhiều. Cái mảnh kính cường lực đó để là các cái chậu cây lên và cái mặt kính rất là dày luôn nha. Nó. Anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 nè. À kênh youtube bất động sản xà thành nha anh chị hãy like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình và đây là không gian của sân thượng phía trước hiện tại giờ ha một phần mình chia ra hai phần một phần sân thượng phía trước và một cái phòng thờ cho gia đình mình ha nó đây cái không gian của phòng thờ của nhà mình có cửa sổ rất là trang nghiêm ha ra trước hàng cây rất là đẹp luôn đó đây là phòng thờ của nhà mình nha Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam với chiều ngang là 4 m và chiều sâu vào là gần 17 m ha. Đó hẻm trước nhà của mình đó là hẻm xe hơi, chạy vào tới nơi đậu trước và Ngang 4 m sâu vào gần 17 m ha. Nhà được bảo vệ với 3 lớp cửa lận nha. Ở trên đây là cái mái che thang của nhà mình, ở trên đây có cái vợ, cái mái che cũng làm ton ha, cũng lắp ton cho anh chị mình luôn. Đó, cái vành trên đây là đúc nè, anh chị mình thấy ha. Rất là rộng rãi luôn nha, ngang 4 sâu vào là gần 17m ha anh chị, đây là sân thượng phía trước, cũng cao ráo, trồng cây rất là nhiều và nuôi rất là nhiều những cái hòn non bộ nhỏ nhỏ để nuôi cá ha, nãy giờ thấy hai cái rồi nha, phía sau cũng có ha, trồng cây ở đây. Hướng nhà của mình là hướng Tây Nam ha, hẻm trước nhà của mình là hẻm 6m, xe hơi chạy vào tới nơi và đậu trong nhà luôn được nha anh chị đó anh chị mình xem ha khu dân cư hiện hữu pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng xe tên ha hẻm trước nhà là hẻm xe hơi đó anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 à, đây trồng mấy cây sen nè anh chị Đi trồng mấy cây sen nè đó, đường nước đầy đủ ha máy đúc ở trên nha anh chị Đó. một trệt và ba lầu nha một trệt và ba lầu nhà đúc kiên cố pháp lý là sổ hồng rõ ràng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hẻm trước nhà là hẻm 6m nè. nằm gần bệnh viện Bình Tân ngay góc uh, Sài Gòn hôm gần uh, gần chung cư Sài Gòn hôm ha ngay chưa uh, cấp mắt dưới chân Sài Gòn hôm có cấp mắt này có trung tâm tiên chủng nè ngay góc ngã tư giữa đường hương lộ 2 và đường mã lò căn nhà mình có kết cấu là một trệt và ba lầu nha anh chị hướng nhà là hướng tây nam nhà có bốn phòng ngủ và năm nhà vệ sinh sân thượng trước và sau phòng thờ đầy đủ ha nhà đúc kiên cố pháp lý sổ hồng rõ ràng mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại của nhân là 0922 39 39 39 ha, trần nhà tương đối căn nhà này rất cao nè trần nhà rất cao nè chủ xe ở nha anh chị chính chủ ha hôm qua anh chị sẽ được làm việc chính chủ luôn nếu anh chị thấy bất động sản này phù hợp thì hãy liên lạc với nhân để xem sớm nha anh chị cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa gỗ tự nhiên hết ha Đó. mà anh chị xem lại toàn bộ không gian của căn nhà mình lại một lần nữa ha nhân sẽ kết thúc video khi đi xuống tới đường dưới nhà ha Cầu thang thì tay vịn gỗ nha anh chị, mặt đi bằng đá hoa cương đen. Đó. Hẻm trước nhà 6 m rộng rãi, xe hơi đậu trước cửa nhà. Nếu anh chị mình để xe 4 chỗ thì vào trong nhà mình được luôn nha. Ngang 4 m, chiều sâu vào là Đây anh sẽ quay cái phòng ngủ phía trước ngay tầng 1 cho anh chị mình xem sơ lại cái ha ở trong đây có có nhà vệ sinh luôn nha ở trong đây có nhà vệ sinh luôn nha anh chị ở trong đây có nhà vệ sinh luôn nha đó, nhà vệ sinh trong bên trong luôn nha anh chị phòng nào cũng có nhà vệ sinh phía trong ha đó cái phòng ngủ này ha có lắp rèm đầy đủ hết đóng lao không dột tầng nha xài đèn uh, đèn led hết nha và có cửa sổ nè cái cửa ra ngoài ban công nè anh chị nó ra ban công cho anh chị mình xem nè cái này là rô ha nó đây trồng hồ cá nữa nè nó đầy đủ hết ha, ở đây trồng cây máy to nè anh chị, đó trồng cây máy to và bên đây ha là ngay góc mã lò nè, ngay góc mã lò và khu vực 2 nè anh chị, đó, anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp thì liên lạc với nhân nha, đó, đây là cái phòng ngủ trên tầng một phía trước ha, Hồi đầu video nhân không có quay cho anh chị mình xem được, đây là phòng ngủ phía trước của nhà mình nha, có nhà vệ sinh phía trong hết nha anh chị, nhà là nhà đúc kiên cố ha, nhà nằm hoàn tàu trong khu dân cư hiện ngủ bếp được dời lên trên này, bếp được dời lên trên này ha có nhà vệ mỗi tầng mình có hai phòng ngủ mỗi tầng có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh phía trong hết ha đó, sân thượng mái che thang trước và sau phòng thờ đầy đủ hết nha anh chị hướng nhà của mình là hướng tây nam ha đó, ở đây có vách uh, uh, kính cường lực nè đây có vách kính cường lực chỗ này luôn nha đó, ngay chỗ không gian của tầng 1 nè cầu thang đúc mình đi lên ha ở dưới đây thì lót gạch sạch sẽ cao lên tới mét rưỡi và dán giấy dán tường cao lên tới trần luôn nha anh chị đó nhân sẽ quay cho anh chị mình xem lại cái không gian dưới trệt một, một lần nữa và kết thúc video nhẹ nhà ở đây ha. Đây có cái nếu mình dời cái không gian bếp mình dưới đây ha. Nếu mình không gian bếp mình đây thì mình có được bốn phòng ngủ ở trên nha. Đó, đây là hàng quá đang chứa ở đây. Đây có hàng quá chứa ở đây ha nên uh, nhân chỉ quay liếc liếc sơ sơ cho anh chị mình thôi. Và ở đây nguyên cái không gian của phía sau, phía sau có cái chứa kho nữa nha. Chứa kho và có nhà vệ sinh phía sau đó luôn nha. Và đây là không gian phía trước nè nó rộng rãi để nguyên cái bàn gỗ ở đây, vẫn còn khoảng trống rộng và nhà bảo kệ bốn lớp cửa ba lớp cửa ha. Cửa sắt bốn cánh có lắp rèm cho anh chị mình luôn ha. Cửa rất là rộng luôn. Và ngoài kia thì có uh, cửa sắt bảo vệ và cửa cuốn xuống nữa ha. Mình để xe ở đây thoải mái nha anh chị. Mình để xe thoải mái đây ha. Ngang 4 m và chiều sâu vào á là gần 17 m ha anh chị pháp lý là sổ hồng rõ ràng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên hướng nhà của mình đó là hướng tây nam nha anh chị giá là 5 tỷ 300 triệu đồng ha vẫn còn hương lượng trực tiếp với chính chủ ha mình có sân để xe ở đây mình có sân để xe ở đây ha đó để xe bốn chiếc xe ở đây nha nó để bốn chiếc xe ở đây hẻm trước nhà mình hẻm 6 mét ha đó hẻm 6 mét xe hơi đậu bên trong nha nó xe hơi đậu bên trong nha anh chị bớt gánh tôi đang quay ở đây ha, đây mặt trước của căn nhà mình ha. Ban công là trồng cây phía trước rất là nhiều luôn, một trệt và ba lầu trên thượng trước và sau ha. Có phòng thờ luôn nha anh chị. Rồi anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau nha.